còn bon góc anh chị nhá. Còn bon góc 20 10 10 đây ạ. À cái đấy mình mua bao nhiêu tiền một cái vậy ta? Mười mấy nghìn cái đấy anh Văn Hồng Nguyễn, là mười mấy nghìn một cái à? Cái đấy thì em có thể em gửi cái địa chỉ của cái nơi bán cho anh nhá, anh có thể làm việc trực tiếp ạ. Anh có thể làm việc trực tiếp với họ để mình mua luôn anh ạ. Nó sẽ đỡ tốn tiền ship qua lại ạ. Cây khi mình trồng ấm chậu nha anh chị. Khi trồng ấm chậu ạ, mình sẽ bón phân bón gốc ạ. Cây mới trồng thì mình cũng từ từ bón cũng được ạ. Ví dụ cây này cây ấm chậu đây là cách bón phân của vườn em nha anh chị nhá. Đây ạ, em sẽ bón xung quanh thành chậu ạ. Lý do em bón xung quanh thành chậu là cái rễ nó sẽ bám xung quanh này ạ. Cái rễ nó sẽ bám xung quanh thành chậu này. Nên em bón xung quanh thành chậu để tưới nó sẽ thẩm thấu xuống cái giá thể ạ. Giá thể và cái rễ non nó sẽ ăn được phân. À, sau khi bón em sẽ lắp lại nha anh chị nhá. Em sẽ lắp lại ạ. Lắp lại thì cái đừng cho ánh nắng mặt trời nó chiếu vào nhiều quá ạ. Đây thì nó xong rồi ạ. Đó. Nhìn mình sẽ không thấy luôn phân bón gốc đúng không ạ? Sẽ không thấy phân bón gốc luôn ạ. Nếu mình bón thế này thì cái phân bón gốc nó sẽ tránh được cái nắng mặt trời và nó sẽ giữ được cái hàm lượng ban đầu ạ. À mình che mình lắp một lớp lên nha anh chị nhá. Lắp một lớp lên nè. Rồi tiếp theo là em sẽ phun phân bón lá anh chị nhá. Phun phân bón lá ạ. À, trước khi phun phân bón lá sẽ tưới cho cái cây nó ướt nha anh chị nhá, tưới cho cây nó ướt đẫm luôn cũng được nha anh chị nhá. Đây anh em thử nha. Cái này tại vì đây em làm trực tiếp luôn nhá. Đó, tưới cho nó đẫm như vậy đây ạ. À. Cái cây này là một cái cây tơ mà nó ra hai con ạ. À. Hai con, nếu mình bón phân cho nó ok là nó vẫn nuôi hai con, nó khỏe mạnh luôn ạ. À. Ở nhà thì mình tưới bằng vòi nước bình thường nha anh chị nhá. Ở nhà tưới vòi nước bình thường à. Tưới cho ướt đậm giá thể nha anh chị. Tại em làm demo nên em dùng cái bình này phun nhá. Và bây giờ em sẽ pha cái hàm lượng phân ạ. À. Sẽ pha hàm lượng phân nhá. À, giới thiệu bên chị đây là 30-10-10 ạ. À. À, phân này của Israel nha chị nhé. 30-10-10 te của Israel. Cái hàm lượng em pha để phun cho vườn nhà là 2g 1 lít ạ. À. Ví dụ cái bình này là bình 1 lít nước thì em sẽ cho 2g ạ. À. Và cái thề sữa chua này là khi mình gạt ngang là nó 1g nha chị nhé. Em ước lượng thì nó quen tay rồi ạ. Em ước lượng nó quen tay nên em gạt sơ thôi ạ. À. À, ví dụ như này là 1g anh chị nhé, 1g đấy, bằng mặt nó là sẽ là 1g. Nay lên giao lưu cách chăm sóc cây tràng gấu ạ. À. Đấy, cái này là 1g anh chị nhé, gạt ngang cái thề sữa chua này là 1g à. Cái bình này bình 1 lít nên em sẽ cho 2g anh chị nhé. Hàm lượng cái phun là 2g 1 lít nước ạ. À. 2g cho 1 lít nước. Hai gram 30-10-10 nha chị nhé. Cộng với 0.5g 20 đều ạ. À. 0.5g 20 đều te của Israel ạ. À. Không chấm gram bên nửa muỗng thì nhá, nửa muỗng này là 0.5g ạ. À. đây cũng muỗng mà gạt ngang là 1g. Rồi ok, đây là hàm lượng nha chị nhá. Rồi anh thắng lắc đều giúp anh với, lắc đều cái bình này giúp anh để anh giới thiệu thêm các chị để lượng gam ạ. À. Lắc đều giúp anh với.
Ví dụ như nhà mình mà sử dụng nhiều á, vườn mình nhiều thì mình sử dụng cái muỗng to xíu nha anh chị nhé. Để mình đo được cái muỗng nó bao nhiêu gram thì mình sẽ dùng cái muỗng này à. Dùng cái muỗng này. Ví dụ như 10 cái muỗng này nó vào đây thì tương đương với cái muỗng này sẽ được 10 gram. Dạ, đây cách ước lượng thì nhá, đây cách ước lượng đơn giản nhất thôi à. 1 gram à. 2 gram à. 3 gram. 4 gram. 5 gram à. À, vậy là cái muỗng này tương đương với 5 gram. Nếu nhà mình dùng nhiều thì mình sẽ ước lượng lần đầu tiên và lần sau đó cứ một cái muỗng 5 gram anh chị nhá. Đó là dạ, xin chào anh Thành Đạt ạ. À. Đó là cách để mình ước lượng cái phân bón để mình làm thao tác nó nhanh anh chị nhá. Để cái muỗng cái nó bé quá thì mình xúc rất là lâu. Rồi đây là cái dung dịch nó vừa pha, dung dịch cái phân bón lá vừa pha, 1 lít nước 2g 30 10 ạ và 0.5g 20 đều anh chị nhá. À hũ to là phân bón gốc đây ạ. À. Dạ xin chào anh Thành Đạt nhá. Xin chào anh Loan ạ, xin chào tất cả anh chị đang xem. À lúc nãy em đã phun cho cái lá nữa rồi, bây giờ tiến hành em phun đậm thì đậm anh chị ạ. Phân bón lá đây ạ. À. Phun cho bề mặt lá nó được hưởng hết phân chị nha, nó sẽ ăn hết phân ạ. À. Và đặc biệt là một cái phân phun gốc luôn chị nhá, phun gốc như này đây ạ. À. Phun gốc như này nha chị nhá. Những cái con nếu mình nên phun cho nó nhiều vào tí thì nhá, những cái mầm con này đây ạ. À. Em phun là dạt dạo luôn ạ. À. Xung quanh gốc luôn chị nhá, xung quanh gốc luôn ạ. À. Xung quanh gốc bầu cũ luôn nè. À ok xong rồi ạ. À. Phun bà bộ sáng sớm anh chị nhá. Trước khi phun thì mình sẽ tưới nước ạ. À. Trước khi phun mình sẽ tưới nước. Sau 20 phút tới 30 phút mình sẽ tiến hành mình phun phân bón lá như em vừa làm đây ạ. À. À, dạ vâng có ạ. À. Nhà em có cái bộ này ạ. À. Đó là cách phun phân bón lá. Rồi thì cái cây này tuần sau em sẽ mang lên xem lại anh chị nhá. Tuần sau em sẽ mang lên xem lại coi cái tốc độ phát triển nó như thế nào ạ. À. Tuần sau em sẽ mang cái cây này lên xem lại. Và cái cách tuần 10 hôm sẽ mang cái cây này lên để mình coi cái tốc độ phát triển của như thế nào nha anh chị nhá. Đây là một cái cây mình để hai măng ạ. À. Thường để hai măng thì nó sẽ hai cái măng nó sẽ không có phát được như là một măng. Nhưng mà nếu mình bổ sung cách dinh dưỡng cho nó đầy đủ thì nó cũng sẽ khỏe nha anh chị nhá. Em sẽ mang cái chậu lên thường xuyên luôn à, để cái chậu làm demo luôn nè. À. Cái nhà em có cái combo cái phân này ạ. À. Dạ vâng combo là 330.000 ạ. À. 330.000 là cái combo chăm sóc của vườn em ạ. À. Cái này em không có bao ship luôn nha anh chị nha. Cái này giao lưu cây thì em có thể bao ship cho anh chị, còn cái giao lưu cái combo phân này em không bao ship được à, tại vì không có lãi à. Cái này nhà em mua nhiều thì nó có số lượng nhiều thì em tách chiết để mà chia sẻ với anh chị thì không có lãi ấy đâu ạ. À. Nên anh chị chỉ ship giúp em nhá, tiền ship có 25.000 nữa. Tiền ship 25.000 nữa là 330.000. Này combo này 330.000 ạ. À. Tiền ship 25.000 nữa chị anh chị nhá. Ngoài ra thì mình sẽ phun thêm cái cam bi nhật một tháng một lần nha anh chị nha. Chốt một bộ anh nghe. Anh đang ghi giùm anh Thành Đạt. Chốt bộ. Chút xíu nữa em sẽ đăng cái clip này lên trang bay và cái quy trình chăm từ phun phân bón lá từ từ luôn anh chị nhá. Lúc nãy là em phun cái này là 2g. 2g 30 10 với 0.5g 20 đều. Thì cái cây ở nhà mình lúc mới lấy combo phân này về sẽ phun từ từ ạ. À. Sẽ phun từ 1 gram lên từ từ rồi khi đạt tới mức 2 gram mình sẽ dừng lại và không thêm nữa. Thì tí xíu em sẽ làm một cái clip nữa anh sẽ đăng trên bay luôn. Tức là cách phun từ lúc mà mình mới mang phân về. Mình đừng có phun 2 gram liền nhá, em sẽ đưa công thức luôn ạ. À. Cảm ơn anh Chí Còi ạ. À.